Vâng, hello, em xin chào toàn thể anh chị em bà con cô bác nha. Em Thịnh Đỉnh Tre. Lời nói đầu tiên chúc cho anh em mình thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Thì hôm nay cũng đã chuẩn bị qua tháng 8 rồi. Thì tranh thủ còn những ngày tháng 7 nữa em sẽ quay lên, em xả bớt những một số dòng xe để qua tháng 7 mình bán xe mới nữa anh em ha. Thì hôm nay em sẽ làm clip tổng hợp, em sẽ xả một số dòng xe và bớt trực tiếp từ 5 đến 10 triệu tùy theo xe. Nói chung là trong tháng 7 này em bán bữa giờ lỗ xe cũng rất là nhiều. Nói chung là lỗ cũng châm chế thôi, nói chung là có lời có lỗ cũng ít. Thì bây giờ em sẽ quay lại tổng hợp một số dòng xe đang có tại cửa hàng ở Bến Tre của em ha anh em ha. Em mời anh em đi thêm một vòng. Thì em đầu tiên em muốn quay với anh em nhìn thì em này là em Camry. Thì em này vừa qua mình cũng quay clip chi tiết cho anh em xem rồi đó. Thì xe này thì cũng có ông anh ông dặn xuống xe mà nè, mà không biết em xuống hay không thì em cũng đọc giá cho anh em mình tham khảo. Em này là Camry 2009. Thì xe này bên em đang bán với giá tiền là 410 ha. Xe rất là đẹp luôn á. Đó. Kế bên đây thì cái em Mazda nữa nè anh chị ha. Mazda lóc cửa. Này là Mazda này là Mazda 3 màu đỏ rất là đẹp luôn anh chị ha. Xe này thì bên em bán có 199 triệu thôi. Thì xe này theo em thấy thì nó còn rất là đẹp nha anh chị nha. Đời 2005 nhưng mà form dáng còn rất ư là mới. Màu đỏ nhiệt huyết, số tự động, tầm tiền cỡ 200 đổ về anh em mình lựa chọn hợp lý. Còn bên em thì còn rất là nhiều dòng. Nếu mà so với dòng Mazda thì bên em còn mỗi xe này thôi. Thì xe này cũng có khách dặn rồi. Thì cỡ 200 mấy thì bên em còn như Nissan mẫu này là hoặc là Crew là số tự động. Thì anh em mình đi theo chân em sẽ giới thiệu thêm hai mẫu xe kia ha. Đó. Thì kế đây thì em còn Innova G. Innova thì em còn mỗi hai xe thôi. Một xe 2012 form mới thì xe đó em đang để bảo dưỡng, em đang dặm tốt lại. Xe đó bán 207. Còn xe này là em bán 207 luôn. Thì tại vì sao, một cái dấu chấm hỏi, tại vì sao là đời 2008 cách đời 2012 4 năm mà sao bằng giá? Tại vì xe này là xe G, 2012 kia là bản G. Nhưng mà bản G kia em đã được nâng lên G luôn rồi. Giá nó rất là rẻ ha. Thì anh em mình có rảnh thì ghé qua cửa hàng xem. Thì xe này thì vừa qua mình cũng có quay clip chi tiết rồi đó. Mình bán 207 mà nguyên nhà ghế nỉ còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Xe này thì cũng có mấy anh em hẹn nè, hẹn ngày mơi ngày mốt gì đó xem nè, không biết sao ha. Đó. Khách dặn ơi. Xe còn rất là đẹp. Quay cho anh em mình xem ha. Em cũng đang tìm và kiếm mua rất là nhiều dòng Innova. Anh em nào biết ở đâu mà có bán Innova mà giá đẹp hoặc là giá hợp lý, xe còn khá đẹp, đừng có lỗi, chỉ em mua em gửi hoa hồng cao cho. Đó. Rồi quay tiếp cho anh em thêm xe Laser. Laser này là Laser đèn ống 2000. Laser này là Laser đèn ống nha anh chị. Đời 2003 ghế nỉ. Xe còn rất là đẹp luôn anh chị. Để mở cửa dàn ghế nỉ cho anh em mình xem nè. Có túi khí, có phanh ABS luôn nha anh chị nha. Đời cao nha. Thì tại vì sao anh em hiểu mà cái dàn ghế nỉ nó còn đẹp không? Là tại vì người ta gia đình người ta đi ít. Còn những xe mà đã bọc cái da lại rồi là xe đi nhiều, cái dàn ghế nỉ nó xấu đi là người ta mới bọc. Theo em nhận định 90% là như vậy. Tại vì đi nhiều thì dàn ghế nó mới xấu, người ta mới bọc da ha anh chị ha. Còn xe này đi ít đúng chất gia đình, có túi khí nè, vô lăng 4 chấu nè, anh em lưu ý nha. Vô lăng 4 chấu là bản gia đình ha anh chị ha. Bản đủ á. Thì cho nên cái giá nó rất là cao. Thì bên em bán thì nó cũng không cao gì mấy so với những anh em khác đâu. Bao cho anh em lựa giá luôn. Giá bên em đang bán xe này có 135 thôi. Đó. Giá 135 thì em còn bớt. Và kế đây thì em còn cũng xì bắt nữa nè. Xì bắt này thì bên em có khách dặn rồi. Nhưng mà bên em còn được 3-4 mẫu xì bắt giống vậy nữa. Em đang làm bảo dưỡng. Có màu bạc, màu trắng nữa. Đó, thì anh em nào mà có rảnh thì ghé qua hay tham quan và xem. Thì xe này bên mình bán 180 triệu. Là bản này là bản 1.0. Gia đình không lỗi luôn á. Bên em còn Fortuner. Fortuner này thì chắc để chiều nay bớt mưa đi, tại đang quay mà mưa to quá. Bớt mưa các em quay clip chi tiết cho em xe này cho anh em mình xem. Em này là Fortuner máy dầu 2010. Và anh em mình lưu ý nha, đời Fortuner mà máy dầu á, là giá nó rất là cao. So với những xe mà số tự động á, là giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, số tự động nó tầm 300 mấy triệu thôi. Em này được cái là biển 4 số một chủ, biển số đẹp nè anh chị. 1363 là nhất tài, lộc tài ha. Máy dầu, gia đình không lỗi đi, mới có 140 ngàn thôi. Em bán xe này là 490 triệu, có bớt cho anh em mình chút đỉnh nha. Anh em cứ đính qua ghé qua cửa hàng xem. Để em đi qua đây mở cái phần ghế nội thất cho anh em mình xem nè. Chất xe còn đẹp lắm nha anh chị. Độ trang bị túi khí, phanh ABS ha. Xe còn rất là liền, dòng này thì chạy anh em biết rồi đó. Chạy rất là tiết kiệm dầu, thích hợp anh em về chạy dịch vụ, chạy gia đình hoặc là chạy cá nhân hay là đưa đón con đi học, cả gia đình đi chơi du lịch đều được ha. Xe này thì nó quá đẹp rồi, không có chỗ nào để chê. Quay từ từ thôi Hiếu ơi. Giá này thì nó rất hợp lý anh em ha. Mình bán là 409 còn bớt đó. Trần thì đã được lợp 5D mới rồi, dàn lạnh này, hai dàn lạnh luôn nha anh chị nha. Xe này cam kết với anh chị là xe nguyên zin không lỗi nha. Anh em nào mà thấy được thì ủng hộ cho em ha.
Xe còn rất ư là mới. Đó, anh em thấy không? Keo chỉ đầy đủ liền lạc hết. À, tí xíu chiều nay em sẽ quay clip chi tiết cho anh em mình xem xe này. Xe này bên em bán à, giá này thì nói chung là bao giá cho anh chị mình luôn ha. 1363. Biển số dễ nhìn, có gạt mưa phía sau luôn nha. Và kế đây em còn Gentra nữa nè anh chị. Gentra đời 2006. Xe này thì có dịch vụ nhưng mà nó về cá nhân chạy lâu rồi. Anh này mình mua, anh chạy được 4-5 năm mà anh bán lại. Thì anh cũng hiệp tình với mình, nói xe này anh mua ngày xưa có dịch vụ nha Hịnh. Nhưng mà em nhìn em cũng biết, nhưng mà em thích cái chỗ là anh này anh mua, anh có sao nói vậy, anh rất là chuẩn. Khách hàng mà vô bán xe mà nói xe dịch vụ là em thích rồi. Có sao nói vậy, tuy là không nói mà em nhìn vẫn biết mà. Nhưng mà khách hàng người ta rất là hiệp tình với mình ha. Thì xe này cho nên mình mua cái giá người ta cũng hợp lý. Và em đã làm sơn, làm gầm lại hết rồi, ngon lành hết rồi. Đăng kiểm còn tới cuối năm mới hết. Dàn ghế ghế nỉ nha anh chị nha. Rồi chủ nhân người ta bọc cái da thôi chứ ở trong là ghế nỉ. Trần là nỉ riêng theo xe luôn. Em bán xe này có 124 à. Bao chạy ha anh chị ha. Bao chạy, bao chán, bao quay đầu. Giá bao hợp lý cho anh em mình luôn. Anh em không cảm từ mưa to nhưng cái giọng nó nghe không chuẩn nha anh chị nha. Thì xe này bán 124 á, anh em nào thấy được thì ủng hộ em. Đời 2006 ngay chủ. Và kế bên đây em còn Camry, Camry thì mình còn tới 3 xe lận. Thì xe này thì có khách dạng cọc rồi. Nhưng mà em sẽ quay cho anh mình xem, nhưng mà xe này có khách cọc, quay cho anh mình xem tại vì em còn hai xe đang về nữa. Hai xe đang về nó y chang xe này luôn. Số sàn y chang luôn nè, em bán là 236 triệu. Dòng này thì nói chung là phân khúc hạng D, chạy rất là sướng và đầm, chạy tiết kiệm xăng, dòng này 100 cây chạy khoảng 8-9 lít thôi. Máy thì máy 2.4 nha anh chị, chạy đầm lắm. Dòng Camry thì khỏi phải chê anh chị nha. Chạy đi xa tốt lắm. Đó, thì anh em nào mà thấy ưng sự xe nào liên hệ cho em. Em đang chuẩn bị về được mấy xe này nữa nè. Đấy, kế bên đây thì em còn một xe màu đen giống vậy nữa. Là Clue. Clue này là Clue biển số 51, biển dễ nhìn nè, 53839. Xe này em cũng mới vừa lấy về số tự động. À, nhưng mà em thì chắc phải chiều nay phải dọn lại, em tút sơn si lại rồi em mới quay chi tiết cho anh em mình xem nha. Số tự động đời 2011, dòng xe Mỹ phân khúc C, chạy các đầm chắc, gương kính dập điện, túi khí, fan ABS đều trang bị đủ. Máy thì 1.6 ha. Nếu mà anh em nào không thích số tự động thì có số sàn ở đây nữa. Anh em mình tí xíu theo em, bên đây có số sàn nữa nè. Đây là số tự động. Tự động dòng này thì còn tự động, còn số sàn luôn. Số sàn còn xe màu đỏ nữa. Màu đỏ số sàn 2011 bán là 255. Em này tự động em bán là 280 ha. Để anh em mình xem phần nội thất xe này đẹp lắm. Chiều em cho đi bảo dưỡng làm lại, giặt vệ sinh nội thất, ngoại thất rồi với tút lại, rồi quay cho anh em mình xem ha. Xe còn rất liền và mới. Xe này thì mình bán 280 ha anh em ha. Có bớt. Đó. Lớp vỏ rồi còn rất là mới. Chày chày em sẽ tút lại miễn phí cho anh em ha. À, mà theo em á, thấy cái mâm này là không biết anh em mình nên sơn màu đỏ không? Tại vì em tính là sơn 4 này màu đen. Cái này em vuốt một cọng đỏ nhìn cho nó sáng. Tại vì xe này là giống như là xe thể thao, cái form nó đẹp, form nó còn trẻ, cho nên em tính là sơn màu đỏ này. Thì theo anh em mình có nên sơn không? Anh em mình cho em xin một cái bình luận ở phía dưới nha, để em có nên sơn hay không. Đó. Bản tự động. Em này là số sàn nè anh chị. Em này form mới đẹp cực kỳ luôn nè. Em này là em bán ngoài 300 tí ha. Đời 2016 form mới, rất là đẹp. Xe này là nguyên zin luôn, chạy ít, chạy mới có hình như có 100 ngàn đổ lại thì phải. Chắc xe thì còn khỏi phải chê, đẹp lắm. Còn mới tin nè. Đó, xe nguyên riêng, không lỗi nhỏ luôn anh chị. Trần là 5D mới ha, gia đình chạy không lỗi. Anh em nhìn nha, bên đây là ốc cửa, anh em nhìn là còn rất ư là mới luôn nè anh chị ha. Đẹp lắm. Đó. Sáng xe ha. Dòng này thì 1.6, động cơ này chạy tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng 7 đến 8 lít. 100 cây, form mới rồi. Thì anh em nào mà thấy được thì ủng hộ cho em ha. Giá em bán này là bao giá nha anh chị luôn, hỗ trợ giao lưu, trao đổi và giao xe. Form mới rồi, còn rất đẹp nè. Anh em nhìn mặt ga lăng trước mới tin nè. Biển số 63 dễ nhìn, 06313. Đó, lọc tài nhất tài luôn. Số cũng rất là dễ nhìn, đẹp, màu đen. À, mẫu này em còn màu trắng nữa, nói chung từ luôn còn nhiều lắm. Màu trắng, màu đỏ, màu đen, số sàn, số tự động có đủ. Thì màu trắng em để tên bãi quận 7, màu đen để ở dưới này. Thì anh em nào thấy được thì ủng hộ em ha. Có giao xe cho anh em mình luôn á. Cái đây thì có Corona, thì bữa giờ mình cũng có quay chi tiết cho anh em mình xem rồi nè. Thì xe này em có bớt nha. Xe này bữa vừa qua em kêu 115, bây giờ em bán xả luôn. Xả cho anh em mình luôn 195 triệu ha. Nhập Nhật chạy rất là sướng. Xe này thì chạy khỏi phải chê. Để em quay cái nội thất cho anh em mình xem nè. Gầm bể máy móc rất êm, 4 mâm đúc, 4 cái vỏ còn mới tinh anh chị. Che mưa tránh nắng đều ngon ha anh chị ha. Âm thanh nghe nhạc, máy lạnh đầy đủ. Em bán 95 triệu bán xả luôn, tháng 7 mà. Trần nỉ riêng xe này ngày trước là biển xanh, xuống biển trắng nha anh chị nha. Rồi thì anh em nào mà thấy được thì bán lỗ 20 triệu chiếc này. 95 triệu là bằng giá vừa vốn luôn.
đăng kiểm còn tới nửa năm, tới cuối năm sau mới hết nha anh chị, cuối năm nay mới hết. Anh em bước vô phòng nội thất anh em nhìn túp lô túp ly còn rất là đẹp, keo chỉ còn đầy đủ luôn á. Dòng xe nhập này thì anh em mình mua về chạy được cái nó bền và nó chất lượng, nó bảo. À, kế bên đây thì em còn Nubiga. Em còn Nubiga này thì vừa qua em cũng bán, quay anh em mình xem á, em bán 62 triệu à. Màu trắng rất là đẹp nha anh chị nha. Đầm chắc xe này được cái là máy êm, máy lạnh teo, chạy ngon, số ngon. Chỉ mỗi tội là biển số Hà Nội cho bán rẻ, rẻ hơn xe ở miền Tây mình khoảng 10 bán rẻ 13 14 triệu. Những xe biển số miền Tây anh em đã từng thấy em đăng hay bán, em bán 75 77 không à. Xe này em bán 62 thôi. Nhưng mà xe này anh em mua ở đây á, nó sẽ có hai cái chỗ bị trầy ở dưới lòng dè, em sẽ sơn lại cái chỗ đó cho anh em mình không tính tiền, sơn miễn phí. Rồi trái đây em còn xì bắt con chóc nè, con chóc nhỏ hàng 10. Con chóc nhỏ thì bên em còn tới 3 xe lận, mà hai xe kia em để ở dưới bãi sơn rồi. Xe này thì đã hoàn thiện hết rồi, em mới để ở cửa hàng. Thì xe này bên em đang bán là 105 triệu. Đời 2010, ghế nỉ, xe đẹp. Xe này thì ngày xưa có dịch vụ thì chắc là phải có rồi, tại vì bản này bản 3 máy nha anh chị nha. Được cái đăng kiểm còn lâu, tới tháng 6 2023 mới hết kiểm luôn. Đó, đăng kiểm còn rất là lâu. Em mới vừa thay xong luôn á, mới vừa thay cụm đèn sau là mới tin. Bữa cụm đèn nó xấu á, em thay lại cho đẹp cho anh em luôn á. Còn mấy cái này là do bụi nè, giờ em để tìm mua á. Chiếc xe này là em mới sơn nguyên xe nha, em mới sơn 12 triệu luôn á. Sơn nguyên xe là hai đèn trước đèn sau, nguyên dàn ghế nè anh em nhìn nè, ghế nỉ nè, đẹp không. Em rút cái lóc ở đây nè cho anh em mình xem nè. Đó, nguyên dàn ghế nỉ, túp ly nỉ luôn. Vô lăng còn rất là mới và cũ số và thể hiện rõ và được trang bị thêm cái màn hình đó nha anh chị nha. Trần thì trần nỉ riêng, bọc siêu mili mới. Đó, giá em bán còn 105 à. Bao anh em chạy, bao anh em chạy chán, bao anh em quay đầu, bao anh em tập lái luôn, bao anh em đi xa luôn. Chiếc xe này rất là chất, và chiếc xe này tại vì em là người đi mua cho nên em hiểu chiếc xe này. Bữa em mua ở Bình Dương, ở Sài Gòn, em mua lại của ông anh em, của anh Nghĩa trên chỗ Pháp Anh á. Em lấy xe này về nè, cũng anh em cũng biết, em về em dọn xe này cũng 15 triệu thôi. Rồi bây giờ để em ra quay một số dòng xe ở ngoài nữa anh em nha. Ngoài đây thì em có em Nissan nè. Thì hôm qua em lấy Nissan này em đi tỉnh nè. Hôm qua em đi ở Bình Dương, đi Đồng Nai, em đi Sài Gòn, đi chỗ này. Rất là tiết kiệm xăng, em đổ hình như có 500-600 ngàn vậy. Em chạy đến bây giờ mà còn được tới chạy thêm được 70 cây số mới hết xăng. Rất là êm, tự động bản cao cấp, bản XV cao cấp nhất của dòng Nissan nha anh chị nha. Số tự động đời 2013. Xe thì nó nguyên rin rồi. Chất xe đẹp khỏi phải chê. Rửa là cái mới tin nha anh chị, tại vì em chạy để hơi dơ, đi qua giờ em chưa có về, chưa có rửa. Xe này thì nó đẹp lắm, chạy ổn định, đầm chắc, động cơ 1.8. Dòng này em bao với anh chị luôn, chạy khoảng 7 lít, đúng 7 lít 100 cây, bao với anh chị luôn. Rất là tiết kiệm xăng. Đó, anh em nào xem được ủng hộ, xe này em bán là 298 triệu. 298 là em còn bớt nha, còn bớt anh em cứ đến xem em bớt cho anh em ha. Rồi, kế anh em còn Captiva tự động nè. Captiva thì bên em còn tới 5 xe lận. Hai xe em để bãi quận 7 là số tự động với số sàn, còn ba xe để ở Bến Tre. Xe này thì tự động nè, còn hai xe số sàn em đang để ở dưới bãi sơn, em đang dặm lại. Còn xe này là tự động, xe đẹp. Em này xe này thì vừa qua, hôm qua em mới quay clip chi tiết rồi đó. Cuối 2008 nó vừa nó lọt qua cái form mới ha, nó lên dàn đèn đẹp cái ghê chưa. Số tự động luôn á anh chị. Xe này thì bên em mới vừa sơn si dặm lại hết rồi, cho nên anh em mình mua về là biết chỉ việc lên xe và chạy thôi. Xe được trang bị màn hình đầy đủ, anh em nhìn nè. Em sơn từ cái cửa này với cái dàn mũ đen làm xin hết luôn á. Có bể bước rất là đẹp nè anh chị ha. Xe này mình đang bán là 249 triệu, đăng kiểm còn tới cuối năm 2022 mới hết kiểm. Form dáng em này khỏi phải chê luôn á anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Anh em thấy có nên mua không? Anh em thấy đẹp không? Em thì em thấy xe này là rất là ok, xe Mỹ nè. Cụm đèn rất là đẹp luôn nè. Cụm đèn mắt mèo đẹp ghê không? Màu đẹp. Logo Chevrolet còn rất là mới luôn nè. Thì em bán là 249 nè, số tự động. Còn anh em nào mà muốn mua cái dòng 209 á, thì em còn form 209 là form mới nữa. Form mới số tự động, xe đó thì nó lướt, nó chạy mới có
không lướt gì mấy, lướt so với đời 2009 thôi. Thì sau đó là chạy 110 ngàn rồi, đời 2009 form mới màu đen. Thì xe đấy thì bên em đang bán với giá tiền là 275 triệu, 275 ha. Còn xe này thì 2008 em bán là 249 đó. Thì anh em là xem được ủng hộ. Và kế bên đây em còn xe tải nè, bữa giờ xe này bữa vừa qua em đổi với khách đó. Em đổi với khách mà vừa qua em cũng chưa rảnh để quay clip. Thì cũng có rất là nhiều anh em khi mà em làm cái clip trên cái con mà Kia Rondo á, thì là làm cái clip mà hướng dẫn anh em xem xe và test xe và sử dụng xe đúng cách khi chạy trên đường cao tốc và đi khi đi mua. Thì khi mà làm clip đó thì cũng có rất là nhiều anh em quan tâm và rất là nhiều anh em khen mừng em. Và khi mà vừa quay clip đó xong thì chiều lại thì xe đó anh đã bán luôn rồi, nhận cọc luôn đó. Thì cũng có nhiều anh em động viên kêu là hạnh gán ra làm thêm nhiều clip mà sản phẩm hay nữa để phục vụ cho bà con và để hướng dẫn cho bà con em để đi xem xe. Thì đâu đó thì cũng có một số anh em bảo là thấy hạnh có một xe tải thì kêu hạnh làm một cái clip hướng dẫn anh em xem xe tải. Thì thật sự ra xe tải thì mình không có gành nhiều, mình chỉ chuyên và gành những cái dòng xe nhỏ này thôi. Thì em sẽ hứa với anh em một hai hôm nữa em sẽ làm một clip hướng dẫn anh em đi xem xe tải, xem dàn gầm, xem dàn máy và xem cái phần mà ben xe tải ha. Đó, em sẽ hướng dẫn cho anh em mình xem xe tải khi đi mua. Đó. Thì xe này bên em đang bán giá tiền cũng rẻ, em bán xe này 77 triệu thôi. Đời 2013, đông ben, máy rin, máy số gầm còn êm. Xe này hùng kèm với bạn thì nó sẽ có giá nhất trong các dòng xe ở xe tải nhỏ, hùng kèm với bạn là có giá nhất nha anh chị nha. Đó, thì anh em nào thấy được ủng hộ em bán 77 triệu đời 2013 xe rin. Đấy. Còn kế bên đây thì có em Vios. Vios này là Vios 2009, 2009 máy 1.5 nha anh chị nha. Anh em lưu ý nha, đời 2009 này nó có nhiều loại, một loại là bản đủ là bản E. Bản thứ hai nữa là bản bình thường là bản này nè, là bản bình thường nè. Còn cái bản kia nó là một bản taxi. Bản taxi là máy 1.3 thì nếu mà bản taxi nó rẻ hơn khoảng 10 triệu, 15, 20. Xe này là bản 1.5 thì em bán xe này chỉ có 185 triệu thôi. Vios 2009 còn rất là đẹp nha anh chị nha. Máy gầm êm lắm, bao bên chị chạy luôn nha. Xe chất cực kỳ luôn. Xe này hôm qua em có clip chi tiết rồi em lóc rồi. Hôm qua em có clip chi tiết rồi, anh em có rảnh thì vào xem ha. Nó có hết hộp nhanh xe nhanh gương đó nè anh chị ha. Mâm mới luôn nè. Mâm mới vỏ còn mới tinh nè. Còn nước sơn bên ngoài em đã sơn tút lại hết rồi. Mà khi mà anh em đến đây mua anh em không vừa ý chỗ nào em sẽ hỗ trợ em sơn lại miễn phí cho đó cho anh em. Thì tại vì phương châm bán hàng em là trong một năm nay năm 2022 là em đã áp dụng là cho những dòng xe nào mà khách hàng đến mua mà khi mà thấy chiếc xe em nó bị trầy ở đâu em sẽ tút miễn phí. Còn ngoài lề là khi nào mà anh em mà muốn sơn nguyên xe thì tính tiền nha. Còn ví dụ như là dặm cản, dặm capo, dặm nóc, dặm cái phần bên hông cửa thì em sẽ làm miễn phí. Hoặc là nội thất, quýnh bát nè, hoặc là rửa máy, rửa nội thất, hoặc là vệ sinh nội thất em sẽ làm miễn phí cho anh em. Không phải những một chiếc xe này em làm tất cả những dòng xe bên em đang bán luôn. Và không những xe bán lời, những xe mà em xả lỗ em vẫn làm cho anh em bình thường, không quan trọng. Đấy. Và kế bên đây em còn em Highlander máy dầu nữa nè anh chị. Highlander máy dầu thì đời 2004. Bánh treo bản đủ máy dầu. Dòng này thì chạy rất là tiết kiệm dầu, 100 cây chạy khoảng 6 lít rưỡi thôi. 6 lít rưỡi à. Thích hợp cho anh em đi đi xa ha. Đi ở đâu cũng được. Chạy núi, chạy đèo, chạy đâu cũng được ha. Nói chung dòng này gầm cao anh em chạy rất là tiện xăng, tiện dầu rất là lợi. Thì xe này vừa qua em cũng có quay một cái clip chạy thử cho anh em mình xem rồi đó. Thì em bán là 160 nhưng mà em cuối tháng này rồi thôi em cũng xả luôn, em bán 156 triệu. Chỉ 156 triệu anh em mình có Highlander máy dầu 2.4 bản đủ bánh tre, bánh gam, bánh treo. Đấy, bản bánh gầm thì nó rẻ, này bản bánh treo nha anh em lưu ý nha. Hai dàn lạnh riêng biệt luôn, chạy rất là đầm chắc và sướng. Xe này em bán em bao cho anh em chạy, bao chạy bao quay đầu luôn nha. Đấy. Rồi kế bên đây em có i10 có nhận cọc rồi. i10 này em nhận cọc của khách rồi. Đợi xíu nha anh trai. Đợi xíu nha. Bên em còn Morning thì bên em còn được tới 3 xe lận. Một xe biển số vàng, một xe biển số trắng. Một xe số tự động màu trắng, 4 chiếc chứ. Còn một chiếc xe lướt đời 2020 tự động bản Lusugi Hebo. Thì xe đấy thì em đang để tên bãi quận 7. Thì anh em nào có gần ở khu vực Sài Gòn thì có xem xe màu đỏ thì xem ở bên bãi quận 7 em nha. Thì xe đấy em bán là 355 triệu, lướt chạy mới 20.000 cây thôi. Còn xe này thì chạy 150.000. Xe này bản hiếu nhưng mà có nghĩa là bản hiếu của máy, bản 4 máy nha, chứ không phải là bản hiếu của 3 máy. Nó dòng này nó tới nhiều dạng lắm. Một cái dạng là ba máy vẫn có nha chị, ba máy một chấm thì giá nó rẻ tầm khoảng 140 thôi. Xe này thì là bản 4 máy. Bản 4 máy 1.25 thì xe này bên em đang bán với giá tiền là 213 triệu. Em này là bản 4 máy nha chị nha. Sơn xi rất là đẹp luôn nè. Xe này để nay mơ em rảnh em quay chi tiết cho anh em mình xem. Món nên dòng này em còn tới 4 5 xe là anh em cứ rảnh thì qua cửa hàng em lựa. Còn mấy xe kia em đang để bảo dưỡng với để tút lại rồi.
xe này thì đã hoàn thiện rồi, em mới chân em bán cho anh em mình xem ha. Đấy thì để chắc để ngày mơi đi em sẽ làm một cái clip tổng hợp tại cái bãi làm sơn với bãi làm đồng xe, thì tổng hợp những chiếc xe em đang bảo dưỡng lại để cho khách hàng mình cùng xem và cùng đánh giá những dòng xe đó coi nên mua hay không. Đấy em sẽ làm ha. Còn những chiếc xe mà hôm nay em giới thiệu ở tại ở chi nhánh số 1 em á, là những xe này đã hoàn thiện hết rồi và đang chờ khách hàng đến mua thôi. Đấy rồi thì cũng kết thúc video cũng trưa rồi, giờ vô ăn cơm. Chúc cho anh em mình nhiều sức khỏe và khi xem clip gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Anh em nào mà xem clip á, thấy em mến thì cho em xin một dấu like và một cái dấu đăng ký kênh để cập nhật được nhiều video từ bên em nha.